anh em, chào mừng anh em quay trở lại với chuyên mục Tokyo Tech and Tips. Ở trong video trước thì mình cũng đã giới thiệu với anh em cách để sử dụng cái app DJI Fly để có thể là xem cái vùng cấm bay khi mà anh em sử dụng flycam hay là drone, đúng không nào? Và một số anh em thì có comment rằng đó là không thể tải được, không thể tìm thấy cái app DJI Fly này ở trên CH Play và App Store. Theo thông tin mà mình được biết thì DJI Fly đã bị xóa khỏi khu vực Việt Nam. Vậy trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tải cả trên hệ điều hành Android và trên iOS nhé. Ở bên Android thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để có thể tải được cái app DJI này không cần qua CH Play nhé. Đầu tiên anh em sẽ vào Google này, anh em gõ cho mình cái từ khóa đó là DJI Fly. Rồi, bấm vào đây. Anh em sẽ thấy ở dưới nó sẽ có ở trên cái trang web của DJI. Anh em bấm vào đấy cho mình. Rồi, ở đây xem coi sẽ có phần là download Android APK. Anh em bấm vào đây nhé. Tải xuống này. Khi mà tải thành công ấy, anh em bấm OK và cài đặt cho mình như bình thường. Rồi, đã xong rồi. Chúng ta cùng mở lên. Agree, set all, cho phép hết nhé. Download nữa. Rồi, vậy là xong. Chúng ta đã có một cái app DJI Fly trên thiết bị Android rồi. Đó là ở trên Android. Vậy ở trên iOS thì sao? iOS không phải là hệ điều hành mở nên chúng ta sẽ không thể sử dụng tập tin APK để có thể cài app được, nên chúng ta sẽ phải chuyển vùng. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để đổi vùng trên iOS nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vào App Store này. Chọn ở trên góc bên phải này. Rồi chọn vào người dùng. Ở trong giao diện này chúng ta sẽ chọn Country and Region. Mình đang để tiếng Anh. Nếu mà tiếng Việt thì anh em sẽ chọn là đổi quốc gia hoặc vùng. Bấm vào đây, Change Country or Region. Đổi quốc gia hoặc vùng nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cụ thể đó là nước Hoa Kỳ. Thì mình đã để tiếng Anh nên là mình sẽ chọn United States. Rồi, đồng ý này. Điều khoản này rơi vào khoảng 20 trang, anh em nào rảnh có thể ngồi đọc hết nhé. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có là phương thức thanh toán, chúng ta sẽ chọn năm. Kéo xuống dưới này, street thì mình sẽ để là Chicago. Tiếp tục là Chicago này. City, để New York nhé. Rồi, state này thì mình cũng chọn New York luôn. Thì nếu mà mình nhớ không nhầm, mã zip của New York sẽ là 10001. Tiếp đến là phần số điện thoại. Thì chúng ta sẽ có là lần lượt 3, 3 và 4 ký tự. Rồi, mình sẽ điền bừa số vào đây nhé. Rồi, vậy là xong. Mình đã đổi vùng sang Mỹ thành công. Bây giờ, cái App Store của anh em sẽ được load lại. Chúng ta vào đây tìm app DJI Fly. Đây, anh em có thể thấy là app DJI Fly đã hiện ra rồi. Anh em bấm vào Get và tải xuống nó như bình thường nhé. Chúc anh em thành công. Vừa rồi là một video ngắn mình đã hướng dẫn cho anh em cách để có thể cài được cái app DJI Fly này. Mong rằng nó sẽ có ích cho anh em nhé. Cảm ơn anh em vì đã xem hết video. Nhớ like, để lại một bình luận và subscribe channel của Tokyo Camera, bởi vì mình sẽ quay lại với thật nhiều thông tin hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.